Sáng nay đi chợ nữa cô chú, hôm nay ba chứ giờ này rất là mê chạy xe máy luôn mọi người. Nay đi chợ nè, ông cũng đòi đi theo nữa nè. Ba chị sẽ chở hai mẹ con đi. Ở chị ngồi trước cái nhà, mẹ ngồi sau nha. Chị về đây mua mấy bộ đồ này ngoài chợ, mặc mát quá chừng luôn á ông bà cô chú. Được chưa? Ngồi vậy được chưa? And when I turn, chào bây giờ cũng trưa rồi hả cô chú anh chị, 9 giờ mấy rồi. Ở đây người ta đi chợ sớm lắm, chợ trưa này cũng vắng nè. Later I want to buy some of them to clean outside the bathroom. The one that we got now in bed. Go first, honey. Go on, chief. Go first. Tôm càng 200 ngàn 1 kg cũng rẻ hả mọi người. Mấy con rồi? Mấy bắt chục con đi. Trời ơi, con lươn nó bự quá trời chị ơi. Dạ. Chị mua ếch nha. Ếch không? Ếch bán sao chị? 1 ký được mấy con? Lấy em 1 ký đi. Chị Mần mà để em dẫn nó đi chỗ khác chị hả, cắt cổ. Rồi chút em làm em lấy nha. Honey, come on. Đây cũng có ếch nữa nè. Nè chị nè, con gì vậy chị? Không có con gì. Chị nói tiếng Việt cho bà nghe coi. Con cá. Con cá. Cũng nói được nhưng mà giống như không có nói câu dài, chỉ cái gì thì nói được vậy đó. Ăn thịt ếch không? Suddenly I lost my appetite. Cũng qua là nãy là nói để đi chỗ khác hả? I don't like to be here, husband. Hey, come. Hey, honey. There's no mercy. Cái gì con? Chi đi chợ gặp ai nó cũng ôm hết trơn, ai ôm mà nó ôm nó cho người ta hùng hết trơn nè cô chú. Đó. Đi chợ một cái là được bánh được trái cây về khỏi môi luôn mọi người. Ai thấy chị dễ thương thì cũng cho bánh với trái cây à. Everybody love a look. Cô chú ơi, bây giờ chở Chi đi cắt tóc nè cô chú ơi. Cái tóc của Chi nó quá trời dài luôn rồi. Ba Chi hôm nay là chạy xe xiền luôn rồi đó mọi người. Rồi Chi ra ba. Đi con. Chợ đi bái bàn chó nữa hả? Chứ gì? No, 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 hả? Ừ. Trước kia có mấy cây đu đủ đó. Ở cái cây thơm này quá trời bự luôn. Full of Viking, yeah? Yeah.
đó giờ chưa đi tiệm cắt tóc luôn đó, ở nhà thì cắt đó. Mà cắt nay chắc cỡ hơn 2 năm hơn rồi đó. Giờ nó ra là quá trời. Cắt cho mát rồi giờ đây nóng quá. À, chị ngồi em, cô mới cắt được con. Nha, đừng nhúc nhích nha. À, đừng ngước cái mặt. Rồi, à, vừa thôi, đúng rồi. Nó open, not down. Ba nó kia đưa cái mặt lên. Like daddy. Look at daddy. Rồi, đừng có nhúc nhích nữa, cô đang cắt nè. Tóc nhiều ha cô ha. Không, em thắt bính đó. Thắt bính cái nó thả cái gì, tóc nó nhuyễn. Very fast, eh? Ở đây có gắn móng úp nữa em. Có đắp bột gì không? Không, em không có đắp bột. Cái móng úp đó là xài được bao lâu ta? Cũng tùy chị, có người xài nửa tháng hơn, có người cũng xài cũng lâu lắm. Cái này là chị không đụng nước nhiều thì chị xài lâu hơn. Đụng nước thường có sức ra ha. Dạ. Đây là cô đang bận làm móng chân, không gọi đầu được thì do mẹ gọi đầu luôn ha. Gọi đầu họ tính tiền sao, hồi cô trả công cho mẹ nữa. Trả ngược lại, trả ngược. Cắt tóc, ví dụ như cắt tóc mà 50 ngàn thì trả công lại 30. Ừ. Đó giờ chưa có bao giờ đi gọi đầu, nhưng mà ở nhà cái à, chị gọi cho nó, chị bắt nó nằm ngửa vậy nè. Nhắm mắt lại nha con nha. Anything for me? Good. Daddy, do you really want it? No, it's okay. Chị đòi gắn một vô cùng cái nhúm màu nó mới chịu nè cô chú ơi. Đó, chị điệu chưa? Màu hồng mới chịu nha. Ừ. Màu hồng chân ái đó, lúc nào cũng hồng hồng hết trơn. Ở bên đây có, bên kia có dãy nhà trọ nữa kìa. Nhà trọ này cho ai ở, thường ai ở ta? Học sinh hả? Không, nhà trọ tháng chị, người ta ở, người ta đi làm á. Ở đây làm gì đây? À, có công ty chứ. Ồ vậy hả? Có công ty. Là dân ở chỗ khác tới hả? Đẹp chưa? Rồi. Đẹp quá đi. Cắt ngắn hả cô chú, nhưng mà không có cắt ngắn quá, tại vì chị nó muốn bà lê là phải bới một cục tóc đây nè, ngắn quá thì không bới được, cho nên là để vậy đó. Đó. Quá trời một cái màu. Cái này chắc con mốt trước khi mà về nước đi gắn mấy bông nhiều mà bảnh. Cho đẹp, thấy chị ha. Đẹp không? Rồi cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Bây giờ sẽ dẫn Tony đi uống cà phê chòi. Cà phê chòi gắn liền với thời học sinh của tất cả mọi người. Góc đinh lăng ha mọi người.
Đây có khắc cái hình con rắn nè. Ở đây là ông Phật. Cái vậy là cái cây này nó lớn dữ lắm cho nên mới khắc được nè. To lắm nha. Quá trời bự luôn. Ok em. Chị. Đó. Cái trời lá mát hen. Làm giỏng mát hả chị ha. Ở dưới quê Kim là có những cái quán cà phê trò như vậy nè mọi người. Cái trò này người ta lập bằng lá giống như là lá dừa nước vậy đó, rất là mát luôn. Ở gần trường học là lúc nào cũng có ha. Mẹ biết rồi. Lá dừa. Lá dừa nước. Là bằng cái lá dừa nước này cũng rất là mát ha mọi người. Ôi có con ốc ở trên kia kìa chị kìa. Đó, con ốc ở trên bò trên kia kìa. Để mày coi cái trong đây có gì. Ở dưới quê bây giờ trà sữa nhiều lắm cô chú anh chị. Một cái đoạn đường rất là ngắn luôn nhưng mà chỗ nào cũng có trà sữa. Đây là cái quê của Kim nè, huyện Mỏ Cày, Bắc Bến Tre ha. Trà sữa là 20 đến 25 ngàn một ly hả mọi người. Cà phê thì 12, 15, 20. Trà cũng mười mấy 20 ngàn nè. Milo dầm trân châu 30 ngàn rồi chi nó giật luôn rồi. Một chút nó cho cô chú coi cái mặt sau. Để hỏi ba chị thế này, ba chị có cảm giác như thế nào về cái quán cà phê này Honey? What do you think about this coffee? Xin chào con ba cô chú. What do you think about this coffee shop? Coffee shop so far so good thing. I like the idea, it's very really good. Cái chân Tony kìa dài thòn luôn. cái người cái lưng thì ngắn hơn cái chân, cái tay rất là dài luôn. Cả anh chị, em chị nói suốt ngày không nghỉ ngơi luôn cô chú anh chị. Bánh tráng trộn nè cô chú anh chị. Bữa giờ chưa ăn luôn. Chị có cái nước cam, chị uống nước cam đi. Tony uống bò hút, Tony quá mệt. Uống bò hút vô. Red Bull because I need it. Bánh tráng này nhìn ngon nè, mà sao không có rau răm? Ở dưới quê Kim sao không có làm rau răm nè? Bà chị ở đây nằm ở đây mát quá mọi người, ba chị muốn ngủ luôn nè, mà bà chị cái miệng bà không có hồi nào yên hết trơn. Cái miệng bà nói liên tục liên hồi luôn. Mà ở đây mát lắm cô chú anh chị, rất là mát luôn. Người ta lập cái lớp lá này nè rất là dày mọi người. Ở trong cái trò này sạch sẽ ha mọi người. Đây có mấy cái bàn với lại những cái gói kia ngồi ở dưới đất này cô chú anh chị, ngồi đây mát. Xung quanh đây là gió mát. Chị làm gì á con chim? No, this is parrot. Parrot đó hả? Yeah. Con chim này màu đen, không biết con chim gì đây nè. No, this is parrot. À, đi về mọi người ơi. Giờ chiều cũng mát rồi, giờ 4 giờ rồi cô chú chị. Ở đây là gần cái trường học hả mọi người. Là ngay trường học cấp 3 đây nè cô chú anh chị. Chị con ngồi em ấy chơi. Bà chi bánh nhòi thấy ấn luôn á.